Chào mừng bạn đã đến với video chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu cùng GoSport. Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về GoSport và Alibaba.com là gì. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn lý do tại sao bạn nên chọn xuất khẩu online. Tình hình dịch bệnh hiện nay đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Chính vì thế, các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn đang dần chuyển sang mô hình kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử. Do tình hình chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế. Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EFTA giúp các doanh nghiệp Việt Nam được miễn thuế khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. Điều này đem lại cơ hội cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp Việt. Trong các video tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về cách thức xuất khẩu trên nền tảng Alibaba.com. Đăng ký ngay hôm nay để được tư vấn thêm chi tiết. Hy vọng với những chia sẻ trên giúp bạn hiểu hơn về GoSport. Chúc bạn xuất khẩu thành công!